Nó tạo cảm giác 3D. Là cái gì? À. Đây là nó chỉ đánh số chứ không phải tầm quan trọng, không phải đâu. Đương nhiên. Chắc là cái nào nữa ra trước thì là nó đánh số đấy thôi. Nhìn qua màn ảnh này thì đúng là 3D luôn. Sao bây giờ rồi?